Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Đà Nẵng cho biết qua khoanh vùng truy vết và xét nghiệm sàng lọc diện rộng, đêm nay chuỗi lây nhiễm liên quan đến cảng cá thọ quan và lò mũ đà xương đã ghi nhận 120 ca mắc Covid-19. Cụ thể, chuỗi lây nhiễm cảng cá thọ quan có 81 ca bệnh, trong đó 28 người buôn bán tại cảng cá, bao gồm cả 9 người dân Quảng Ngãi và 53 trường hợp mắc bệnh khác liên quan đến chuỗi lây nhiễm này, trong đó có 12 trường hợp buôn bán tại các chợ. Chuỗi lây nhiễm nguy cơ cao khác là lò mổ đà xương, hiện cũng đã ghi nhận 39 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, bao gồm 6 người làm ở lò mổ và 33 trường hợp khác có liên quan. Trong 23 chuỗi lây nhiễm COVID-19 phát sinh từ ngày 10 tháng 7 đến nay tại Đà Nẵng, thì hiện có 8 chuỗi nguy cơ cao, 3 chuỗi ít nguy cơ, 1 chuỗi nguy cơ thấp, 6 chuỗi đã được kiểm soát, 5 chuỗi không phát sinh các ca mắc mới.